Xin cảm ơn các bác đã quay trở lại kênh YouTube Đồ Xưa Chiến Mình Chúng Nhau. Hôm nay clip số 35 ngày 3 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Hôm nay cơ sở Đồ Xưa Chiến Mình Chúng Nhau giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ cần ốc xa cừ. Hôm nay cơ sở em gồm có một bộ bàn ghế ăn và một bộ tranh tứ quý gỗ chắc ạ. Cơ sở Đồ Xưa Chiến Mình Chúng Nhau có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Và số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là 097338446 ạ. Và clip của bên cơ sở Đồ Xưa chúng em sẽ được đăng tải trên kênh YouTube vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Xin kính mời các bác cùng truy cập cũng như là xem video. Thấy hay, thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như một đăng ký kênh để cơ sở em có động lực làm nhiều video hơn nữa để giới thiệu đến các bác cùng được tham khảo về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở trên Hải Minh chúng em. Bây giờ vào clip em giới thiệu đến các bác về một bộ bàn ghế ăn và được cần ốc xa cừ với chất liệu miền Bắc em thì gọi là gỗ cụ, miền Nam miền Tây thì gọi là gõ mật cụ mật ạ. Bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn. Bây giờ em sẽ đo về cái thông số trước cho các bác cũng được tham khảo về cái bộ bàn ăn này của bên cơ sở Đồ Xưa Chiên Hải Minh chúng em. Và cần nick của bên cơ sở em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 hàng ngày các bác nhé. Chúng em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc ghế đơn. Em sẽ đo về cái thông số trước cho các bác ạ. Chiều ngang 50, chiều sâu là 42 cm, từ mặt đất lên mặt ghế ngồi là 48 cm, tổng thể chiều cao cả tựa là 113 cm. Và em sẽ đo luôn đường kính mặt bàn cho các bác. Đường kính mặt chiều dài đường kính là 130 cm và tổng chiều cao 78 cm với chất liệu là gỗ vụn hay còn gọi là gõ mật của mật ạ. Bây giờ em sẽ quay lại gần đây để giới thiệu cho các bác về một chiếc ghế đơn trước các bác nhé. Đó, các bác có thể đến lại gần đây để xem chi tiết hơn ạ. Trước tiên em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc ghế đơn trước ạ. Cực kỳ là đẹp luôn các bác nhé. Đó, ở đây đục chạm này, mão trên này đục chạm là hoa lá tây theo nối tân cổ điển ạ. Và ở giữa viền ngoài được cẩn đường chữ thọ và ốc xanh Singapore cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó, và bên trong đây được cẩn là một cái cảnh là cảnh hồng và một cảnh cây mai, từng đường bông hoa này đều được cơ sở em là sen nọng và phối màu hết các bác nhá. Ốc thì các bác khỏi chê luôn, cực kỳ là đẹp ạ. Đó, và bên dưới đây gồm có 5 con song tiện và chân cột này 5 sen 4,5 sen các bác nhá, và đều được cẩn hết ạ, cực kỳ là tơ tóc luôn. Bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở Đồ Xưa Chiên Hải Minh chúng nhá. Em sẽ chụp hình chi tiết cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo. Chân này các bác nhá, chân theo đục chạm cực kỳ là cong luôn và cực kỳ là eo này, theo dáng nối tân cổ điển nối nâu uy ạ. Và đục chạm kết hợp đục chạm vào đều được cẩn luôn các bác nhá. Và sẽ qua phần hồng ngang này, hồng ngang có chiếc ghế. Clip này em sẽ quay cho các bác về sơ qua một chiếc ghế thôi. Và bác đang cần chi tiết hơn em sẽ chụp tổng thể cho các bác ạ. Và đây mặt hồng ngang các bác nhá. Và đây mặt sau, mặt sau em quay luôn ghế này cho các bác luôn. Bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn. Đây là mặt sau các bác nhé. Phần dưới này đều được cẩn hết ạ. Đó, và gồm trên chỗ này gồm có 5 con song tiện các bác nhé. Phần trên này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Ở giữa này được đục chạm là sóc nho. Đục chạm sóc nho và bên ngoài để cẩn những được chữ thọ các bác nhé. Chữ thọ này cực kỳ đẹp và ý nghĩa luôn. Và phần mão trên này được đục chạm là hoa lá tây. Hoa lá tây và hai bông hoa hồng. Phần đồi tân cổ điển ạ. Cột này đều được cẩn luôn các bác nhá, cột đều được cẩn luôn. Cột này 4,5 cm, cực kỳ là to và cực kỳ là chắc chắn luôn các bác. Bộ này gồm có 9 món ạ. Đó, 8 ghế và một bàn. Bây giờ em sẽ quay cho các bác về chiếc bàn đây. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Ở giữa được cẩn cảnh tích là tùng hạc bách điểu. Đó, tùng hạc bách điểu các bác nhá. Ở giữa đây một cảnh tùng hạc này, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Viền ngoài đan xen nhau là những chuyện công này, chuyện công sau đó đến một lớp là chữ thọ và bên ngoài đây là một đồng tiền kim tiền ạ. Đó, cực kỳ đẹp, cái bộ mặt bàn này cực kỳ là nổi bật luôn. Đó, và bên ngoài đây những đồng tiền kim tiền ngoài chạy ngoài và đan xen nhau những ô vàng và những đường dây neo liên chi cực kỳ là nhỏ và tơ tóc luôn ạ. Một bộ mặt bàn này cực kỳ là nổi bật luôn các bác nhá. Đó, bác nào cần chi tiết hơn thì cơ sở em sẽ chụp hình cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo 097338446 ạ. Cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em 097338446.
cực kỳ đẳng cấp luôn các bác nhá. Và bộ yếm đây, bộ yếm em sẽ đo cho các bác luôn. Bộ yếm là độ trùng à, trùng là 11 sen 12 sen các bác nhá, trùng 12 sen và đều được cẩn hết ạ, được cẩn hết hoa lá tây đó, và cực kỳ đẳng cấp luôn. Bây giờ em sẽ quay cho các bác về phần chân dưới. Chân dưới đây gồm trụ, gồm giữa cùng một trụ các bác nhá, và bốn chân được đục chạm là bốn con nân vườn cầu đó, và các trụ này đều được cẩn hết các bác nhá, đục chạm cực kỳ đẹp. Trụ này nó khoảng 12, đường kính 12 sen, và trụ giữa chính đây, trụ giữa chính là khoảng 20 ạ. Đó, và đục chạm tay thủ công hết các bác nhá, và đều được cẩn hết này, cực kỳ đẳng cấp luôn. Bác nào muốn giao lưu với cơ sở em về cái bộ bàn ghế ăn này, liên hệ cơ sở trên Hải Minh chúng em, có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên cơ sở em là 0973384446 ạ. Và một bộ bàn ghế ăn này rất thích hợp cho các bác nào kê ở phòng khách cũng được các bác nhá, kê ở phòng khách này hay là phòng ăn này cũng cực kỳ đẹp và đẳng cấp luôn. Kê bộ này trong nhà thì nhìn cực kỳ là sang trọng ạ, và cực kỳ là VIP luôn. Và một bộ bàn ghế ăn này, bộ này gồm có 9 món, 8 ghế và một bàn. Bên cơ sở em cũng xin báo giá luôn cho các bác, giá là 70 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác ạ. Ngoài ra bên cơ sở em sẽ tặng cho các bác về một chiếc mặt kính bên này, trên này các bác nhá. Em sẽ tặng cho các bác về một chiếc mặt kính dày 1 cm. Đó, và cơ sở em giao lưu cho các bác giá chỉ có 70 triệu, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bộ này miền Bắc em thì gọi là gỗ gụ, miền Nam, miền Tây thì gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Đó, bác nào ở gần thì có đến tại cơ sở của em để xem thực tế nhất. Cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định các bác nhé. Sản phẩm này được chế tác cũng như là được sản xuất tại cơ sở đồ xưa chế Hải Minh chúng em, hàng không qua trung gian, nên các bác hoàn toàn yên tâm về giá cả cũng như là chế độ bảo hành của bên cơ sở em. Đó. Và tiếp tục về sản phẩm tiếp theo, clip của ngày hôm nay, clip số 35 ngày mùng 3 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Em sẽ giới thiệu đến các bác về hai sản phẩm ạ, một bộ bàn ăn và một bộ tranh tứ quý. Bộ tranh tứ quý này chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và được cần gỗ xưa, đá cẩm thạch và ngà. Bộ này trước tiên em xin đo về cái thông số trước cho các bác cũng được tham khảo ạ. Bộ này chiều ngang 33 cm và chiều cao 107 cm. Đó, và bộ này hai khung các bác nhé, khung ngoài là dày này, dày là 2,5 cm. Đó, cực kỳ là đẹp và đẳng cấp luôn, đục đục chạm mà cảnh tích là phu thê viên mãn. Đó, bây giờ em sẽ quay lại gần cho các bác để xem được thực tế và chi tiết nhất về cái bộ tranh tứ quý này của bên cơ sở đồ xưa trên Hải Minh chúng em hiện tại đang có. Đó, bộ này gỗ chắc hàng siêu VIP luôn các bác nhé, hàng cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đấy, em xin quay lại chi tiết cho các bác cũng được tham khảo ạ. Các bác thấy nền này, nền gỗ chắc các bác nhá. Đây được cẩn đá này, ngà này và gỗ sưa, thân cây bằng gỗ sưa. Đây là đá xanh, đá ngọc các bác nhá. Đục chạm thì các bác khỏi chê luôn, cực kỳ là nét luôn. Đây em quay cho các bác này, từng đường nông ná này, đều được cơ sở tỉa cực kỳ là kỹ luôn. Gỗ sưa thì các bác có thể biết rồi, cực kỳ là giá trị cực kỳ là cao luôn. Ở bộ này đục chạm cũng như cực kỳ là kênh băng luôn các bác nhá. Đây em sẽ quay cho các bác về phần cảnh thứ hai, phần tầng thứ hai đây. Đó, cực kỳ là VIP luôn. Đây là cảnh cây cúc ạ, là phu thê viên mãn, cực kỳ là ý nghĩa luôn các bác nhé, thể hiện cho tình cảm sự vợ chồng bền chặt ạ. Đó, một đôi phu thê viên mãn, một đôi bộ tứ quý ạ. Đó, tứ quý cũng như tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông ạ. Đó, thân cây này một gỗ xưa các bác nhé, cực kỳ là VIP luôn. Bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở đồ xưa trên Hải Minh chúng em sẽ chụp hình cho các bác được rõ nét nhất về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở đồ xưa trên Hải Minh chúng em. Bộ này gồm có 4 tấm các bác nhá. Bác nào xem không rõ có thể liên hệ cơ sở đồ xưa em sẽ chụp hình cho các bác cũng được tham khảo quá. Đây em sẽ quay gần lại cho các bác về xem một cây cây tùng này. Đó, một cảnh cây tùng các bác cực kỳ đẹp luôn. Thân cây là gỗ xưa này. Phần trắng này bằng ngà các bác nhá, và bằng đá cẩm thạch ạ. Trên nền là gỗ chắc ta Việt Nam. Đó, bộ này kích thước ngang 33, cao là 107 cm, cực kỳ là siêu VIP luôn. Bộ này cực kỳ là VIP luôn các bác nhá. Hiện tại đang có bên cơ sở trên Hải Minh chúng em, có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Ngoài clip ngày hôm nay ra, bên cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau nhá, như về nội thất phòng ăn, phòng khách, phòng thờ bên cơ sở đều có. Các bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào liên hệ cơ sở trên mình chúng em sẽ chụp hình cho các bác cùng được tham khảo qua số điện thoại Zalo ạ. Và một bộ tranh tứ quý này, bộ này gồm có 4 tấm ạ,
với chất liệu là gỗ chắc. Bên cơ sở cũng xin báo giá luôn cho các bác, giá là 40 triệu ạ, bao phí ship vận chuyển toàn quốc cho các bác nhé. Được độc trạng cảnh tích là phu thê viên mãn ạ. Và cơ sở em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Và cần nick của bên cơ sở đồ xưa trên mình chúng em sẽ được đăng tải vào lúc 11:30 trưa hàng ngày. Xin kính mời các bác cùng truy cập cũng như là xem video, thấy hay thấy đẹp có thể cho cơ sở em một like cũng như là một đăng ký kênh ạ. Ngoài clip sản phẩm ngày hôm nay ra, bên cơ sở còn rất nhiều các mẫu mã khác nhau nhé. Các bác có thể truy cập kênh YouTube đồ xưa trên hình chúng em và theo dõi về tất cả các danh mục về nội thất phòng ăn, phòng khách và nội thất về phòng thờ và tranh treo tường. Bên cơ sở đã chia ra từng danh mục ra, các bác có thể truy cập vào trong đó để theo dõi cũng như là tham khảo về tất cả các sản phẩm của bên cơ sở đồ xưa trên hình chúng em. Ngoài ra bên cơ sở sẽ nhận đặt hàng theo yêu cầu, tất cả các mẫu mã là các bác yêu cầu bên cơ sở đều đáp ứng được hết cho các bác, và cơ sở sẽ lên mô hình 3D trước khi cho các bác đặt hàng ạ. Vâng, đồ xưa trên mình chúng em cũng xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Em xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.